Thưa quý vị, những ngày đầu tháng 1 năm 2024, câu chuyện một TikToker ngồi xe lăn bị đuổi khỏi một quán phở đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận vào thời điểm đó. TikToker này có tên thật là VML với số lượng người theo dõi khá lớn trên mạng xã hội, nên những chia sẻ của anh lúc đó đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cụ thể, ngày 12 tháng 1 trên Facebook cá nhân, anh đã đăng tải một bài viết với tiêu đề "Mình bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn". Bài viết kể lại chi tiết anh bị một quán phở từ chối giúp đỡ, còn một quán phở khác thì gặp người chủ có hành động đuổi khách và kỳ thị mình với những lời lẽ khó nghe. Những chia sẻ của anh L khi đó đã có những người đồng cảm, bênh vực, nhưng cũng có người đặt ra nhiều nghi vấn liệu đây có phải là sự thật hay không vì có quá nhiều chi tiết không hợp lý. Đến ngày 15 tháng 1, chủ quán phở bị tố đuổi khách trong câu chuyện đã lên tiếng, đồng thời trích xuất camera của quán để chứng minh quán không hề có hành động như TikToker L nói. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng liên quan đã tiến hành mời anh L để xác minh làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, sau nhiều lần được mời làm việc, anh L liên tục trốn tránh, không hợp tác với cơ quan chức năng. Mới đây, tại cuộc họp báo quý 1 của Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội diễn ra vào ngày 28 tháng 3, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cho biết, qua các nguồn xác minh, ban đầu cho thấy, TikToker này đã đưa ra những lời lẽ là chưa chính xác. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã làm việc trực tiếp với bà T, chủ quán phở bị tố, cũng như là trích xuất camera từ nhà bà T cho thấy chủ quán phở không đuổi khách. Ngày 18 tháng 1, Sở cũng đã mời anh L lên trụ sở làm việc. Tuy nhiên, khi làm việc được nửa buổi thì nam TikToker này lấy lý do là sức khỏe không đủ đảm bảo nên không ký biên bản làm việc, xin làm việc vào một buổi tiếp theo. Kể từ thời điểm đó, anh L không quay trở lại làm việc. Mặc dù phía Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội đã liên hệ rất nhiều lần, phối hợp với công an địa phương gửi giấy mời 3 lần, nhưng anh L vẫn từ chối trốn tránh tiếp nhận thông tin đến làm việc. Chính vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội vẫn chưa có kết luận về vụ việc trên. Tuy nhiên, căn cứ về quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành cho thấy có 4 quy tắc thì anh L đã vi phạm 2 trên 4 quy tắc ứng xử là tôn trọng, tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử trên mạng xã hội. Thưa quý vị, với việc liên tục từ chối làm việc với cơ quan chức năng, vậy liệu TikToker này có phải chịu chế tài xử phạt nào hay không? Chúng tôi đã có liên hệ với luật sư Nguyễn Văn Hưng, giám đốc công ty luật Phúc Khánh Hưng để nghe những chia sẻ từ ông. Xin mời trưởng quay kết nối ạ. Vâng, thưa ông, việc anh VML liên tục trốn tránh không hợp tác với cơ quan chức năng và đã xác định được những vi phạm trong quy tắc ứng xử trên mạng xã hội thì anh L sẽ bị xử phạt như thế nào ạ? Vâng, thế thì rõ ràng rằng là khi mà cái người sử dụng mạng xã hội ngày càng đông đảo thì nó xuất phát cái nhu cầu phải thực hiện cái chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của người dùng mạng xã hội. Và Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã ban hành cái bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Và đây là cái nguyên tắc để mà tất cả những người dùng mạng xã hội phải chấp hành, phải tuân theo khi mà sử dụng mạng xã hội. Và đối với bộ quy tắc này thì có một cái nguyên tắc đấy là cấm các cái hành vi mà sử dụng mạng xã hội để mà thực hiện cái việc vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác. Thì gần đây thì có cái tình trạng là một cái TikToker xe lăn đưa ra những cái phát ngôn gây sốc, đấy là việc anh ta bị đối xử không công bằng, bị đuổi ra khỏi quán phở. Và cái thông tin này thì được lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội. Và ngay lập tức thì các cơ quan chức năng đã vào cuộc để kiểm tra. Nhưng tuy nhiên thì qua việc trích xuất camera tại quán phở thì thấy là cái nội dung mà anh ta phản ánh như vậy là không chính xác. Và điều này thì các cơ quan chức năng, mà cụ thể là Sở Thông tin Truyền thông, cũng đã mời cái TikToker này lên để làm việc. Nhưng tuy nhiên thì cái buổi làm việc đầu tiên thì người này cho cung cấp thông tin và người ta không đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc. Và sau đó thì các cái buổi tiếp theo thì đã không có mặt theo cái giấy mời của cơ quan chức năng. Và rõ ràng rằng là dư luận đang đặt ra cái vấn đề là cần phải xử lý đối với những cái phát ngôn mà không đúng sự thật, xuyên tạc của TikToker này như thế nào. Và bản thân anh ta thì cũng không có cái thiện chí hợp tác để giải quyết. Thì rõ ràng trong trường hợp này các cơ quan chức năng sẽ thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình cũng như là áp dụng các cái chế tài xử lý đối với mỗi hành vi vi phạm. Và cái hành vi mà cung cấp thông tin sai sự thật vu khống của người TikToker này thì được quy định tại điểm A khoản 1 điều 101 nghị định 15/2020 và được sửa đổi tại cái khoản 37 điều 1 nghị định 15/2022.
để mà xử lý đối với những cái TikToker mà có cái hành vi vi phạm. Thì rõ ràng trong trường hợp này cái khung mà xử lý và cũng như là cái trách nhiệm mà người TikToker này phải đối mặt, đấy là cái xử lý hành chính và cái số tiền phạt từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Thì rõ ràng rằng là gì? Từ cái hành vi vi phạm của mình phản ánh không đúng, đưa tin sai sự thật thì sẽ phải đối mặt với các cái biện pháp xử lý của cơ quan chức năng. Và bên cạnh sự việc trên thì ông có những lời khuyên nào để những người làm nội dung trên mạng xã hội biết cách tránh những sai phạm tương tự như TikToker L? Thế thì rõ ràng là gần đây thì báo chí cũng có nêu là cái tình trạng ngáo quyền lực trên mạng xã hội. Có nghĩa là một bộ phận các TikToker có cái lượng người theo dõi đông đảo và họ tự cho rằng là mọi cái phát ngôn, mọi cái hành vi, mọi cái lời nói của mình trở thành hot trend để cho rất nhiều bạn trẻ học tập và trở thành một cái trào lưu, và từ đó họ trở nên ngáo quyền lực. Thì rõ ràng là cái điều này là một cái điều không tốt, và nếu như những cái trend mà gây ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, xúc phạm đến, ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm người khác thì rõ ràng chúng ta cần phải lên án và loại bỏ. Và do đó những cái chúng ta là những người dùng cũng cần phải biết sử dụng mạng xã hội một cách thông minh và phù hợp với quy định của pháp luật để tránh cái việc làm vi phạm, và đặc biệt rằng là không sử dụng cái mạng xã hội vào những cái mục đích xấu độc để mà lan truyền những cái thông tin không tốt, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm người khác, hoặc là sử dụng mạng xã hội để đưa tin bài để mà xâm phạm đến lợi ích của nhà nước và lợi ích của tập thể và làm ô nhiễm cái môi trường, cái không gian mạng, đầu độc cái giới trẻ. Đấy, và tôi cho rằng là cơ quan chức năng cũng cần phải thanh tra, kiểm tra, giám sát và có cái hành động ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với mỗi một biểu hiện vi phạm. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của luật sư ạ. Thưa quý vị, nổi tiếng hay được chú ý trên mạng xã hội đối với nhiều người có thể giúp họ đạt được những dự định cá nhân, ví dụ như là tạo nền tảng khởi nghiệp, kinh doanh hay là xây dựng những dự án vì cộng đồng. Nhưng được nhiều người biết đến cũng đồng nghĩa với việc phải có trách nhiệm hình ảnh và phát ngôn đúng mực. Việc bịa chuyện đăng tải thông tin không đúng sự thật không chỉ khiến dư luận hoang mang mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của những người liên quan. Và xa hơn nữa là ảnh hưởng đến sự nhìn nhận về văn hóa ứng xử của cả cộng đồng, nơi những câu chuyện không đúng sự thật được đăng tải. Sau sự việc nam TikToker bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn, chúng tôi mong muốn những người như anh L cần có trách nhiệm hơn khi tham gia môi trường mạng. Và đó là câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.